Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sanity Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn map port hay còn gọi là mở port hoặc port forwarding trên MicroTik. Trong thực tế thì khi chúng ta cần public một dịch vụ nào đó như một website, camera, SVL v.v. thì chúng ta sẽ cần phải mở port để người dùng có thể truy cập được từ Internet thông qua IP1. Đối với các dịch vụ khác nhau thì cách cấu hình vẫn sẽ giống nhau, các bạn chỉ cần thay đổi port cho dịch vụ đó là được. Trong video này thì mình sẽ mở port 3389 cho dịch vụ Remote Desktop. Mô hình của mình sẽ bao gồm một máy tính ở bên dưới router MicroTik, máy tính có IP là 192.168.1.254 và đang bật dịch vụ Remote Desktop với port 3389. Trên router MicroTik, mình sẽ mở port để các máy tính ngoài Internet có thể remote được vào máy của mình. Với các dịch vụ như camera, SQL v.v. thì các bạn chỉ cần thay đổi port tương ứng là được. Điều đầu tiên các bạn cần phải đảm bảo trước khi thực hiện NAT port là dịch vụ trong LAN phải được bật trước. Ví dụ các bạn có đầu ghi camera của hãng Hikvision có IP LAN là 192.168.1.254 đang dùng port 8080 thì khi đó các bạn phải truy cập được vào camera thông qua port này trong nội bộ trước. Mỗi ứng dụng sẽ có một cách kiểm tra khác nhau. Với camera Hikvision thì các bạn có thể ép đầu ghi này vào phần mềm HikConnect bằng IP LAN là 192.168.1.254 và test thử. Với các ứng dụng khác thì các bạn có thể nhờ bên ứng dụng để kiểm tra. Có nhiều cách để kiểm tra, mình hay dùng Telnet. Mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng Telnet để check xem một port đã hoạt động hay chưa. Đầu tiên trên máy tính các bạn vào Control Panel. Vào menu Program and Feature. Vào tên Window Feature On or Off. Tích chọn Telnet Client và nhấn OK. Window sẽ cài đặt, các bạn chờ một lát là được. Sau đó các bạn mở CMD lên. Mình sẽ test với Remote Desktop trên máy mình luôn. Máy tính của mình đang có IP là 192.168.1.254. Mình sẽ mở phần cài đặt Remote Desktop lên. Mình sẽ tắt Remote Desktop đi, nghĩa là port 3389 trên máy của mình đang chưa hoạt động. Mình sẽ check bằng Telnet. Trên CMD các bạn Telnet đến IP 192.168.1.254 với port là 3389. Khi Remote Desktop chưa được bật thì các bạn sẽ thấy thông báo lỗi không thể kết nối đến host này bằng port 3389. Bây giờ mình sẽ bật Remote Desktop lên. Khi mà port 3389 được bật thì mình đã có thể Telnet được. Tuy nhiên nó chỉ ra màn hình đen thế này thôi. Chúng ta chỉ sử dụng để xem port đã hoạt động hay chưa. Sau khi đảm bảo dịch vụ đã hoạt động trong LAN thì các bạn có thể cấu hình trên MicroTik để mở port này. Có hai trường hợp là IP1 động và IP1 tĩnh. Mình sẽ bắt đầu với trường hợp IP1 là IP tĩnh. Với trường hợp đường mạng của các bạn đã đăng ký gói IP tĩnh thì khá đơn giản. Trên Winbox các bạn vào menu IP, Firewall, chuyển sang tab NAT, nhấn dấu cộng để thêm một room mới. Trên chọn DSC NAT. Desk address nhập IP1 của các bạn. Protocol các bạn chọn theo dịch vụ mình muốn NAT, với Remote Desktop thì nó là TCP. Desk port nhập port mà các bạn sẽ sử dụng ngoài Internet để truy cập vào, nó có thể giống hoặc khác port nội bộ, nhưng thông thường chúng ta sẽ sử dụng giống port nội bộ. Chuyển sang tab Action. Ô Action chọn DSC NAT. To address này sẽ là IP nội bộ của chúng ta. Trong mô hình của mình là 192.168.1.254. To port nhập port nội bộ.
nhấn apply. Ok, như vậy là xong. Để kiểm tra xem các bạn đã mở thành công chưa thì các bạn có thể vào webping.eu, chọn port check. Các bạn check nó open là chúng ta đã cấu hình thành công. Trường hợp thứ hai là các bạn sử dụng IP WAN là IP động. Mình sẽ xóa rule cũ đi. Đối với trường hợp IP động thì các bạn có thể sử dụng cloud của Mikrotik. Nó chính là dịch vụ DDNS, nhưng trên Mikrotik thì menu của nó tên là cloud. Tuy nhiên tính năng này chỉ có trên các phiên bản từ 6.14 trở lên. Với các phiên bản thấp hơn thì các bạn upgrade lên nhé. Các bạn vào menu IP, cloud. Sau đó tích chọn DDNS enable và tích vào update time. Nhấn apply. Mikrotik sẽ cho chúng ta một tên miền tương ứng với IP WAN. IP WAN của các bạn sẽ tự động được update theo thời gian phía trên này. Các bạn để khoảng 10 phút là ok. Nghĩa là cứ sau 10 phút router sẽ update IP WAN một lần. Các bạn có thể để giá trị thấp. Đang test nên mình sẽ để 1 phút cho nhanh. Copy lại URL này. Truy cập vào menu IP, firewall. Chuyển sang tab Express List. Nhấn dấu cộng để tạo mới. Name các bạn đặt sao cũng được, mình sẽ đặt là DDNS. Phần Address dán URL mà các bạn vừa copy trong menu Cloud. Mikrotik sẽ tạo thêm một address bên dưới là IP WAN đã được phân giải. IP này sẽ tự động thay đổi khi cloud cập nhật lại IP mới. Chuyển sang tab NAT, nhấn dấu cộng để tạo room mới. Trên chọn DHCP NAT. Phần DHCP address này các bạn sẽ không nhập, chỉ cần chọn protocol và DHCP port là được. Chuyển sang tab Advanced. Next Address List, các bạn chọn address mà các bạn đã tạo với tên miền của Mikrotik. Chuyển sang tab Action. Action là DHCP NAT. To Address là IP nội bộ. To Port, nhập port nội bộ vào. Khi đó, mỗi khi IP WAN thay đổi thì Mikrotik sẽ cập nhật lại và port sẽ tự động được NAT qua IP mới do chúng ta đang NAT qua tên miền DDNS của Mikrotik chứ không phải IP cố định. Mình sẽ test thử. Bây giờ IP của mình là 135.45. Port đang open. Mình sẽ reboot lại router để router nhận IP WAN khác. Ok, IP WAN của mình đã đổi sang IP mới là 180.173. Các bạn cần chờ một lúc để router cập nhật IP mới nhé. Nó sẽ mất một lúc, hiện tại nó vẫn đang là IP cũ 135.45. Khi nào cloud cập nhật xong thì nó sẽ tự đổi. Lúc đó thì các bạn check port mới open. Hiện tại các bạn check thì port đang đóng. Ok, IP WAN trong address đã được cập nhật. Mình sẽ test thử. Port đã open với IP mới. Dịch vụ của các bạn sẽ mất kết nối một lúc trong thời gian Mikrotik update. Các bạn có thể để update time thấp thôi, nhưng mình nó cũng không quan trọng lắm. Và khi các bạn truy cập dịch vụ từ xa thì các bạn cũng truy cập theo tên miền này chứ không phải IP nhé. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn NAT port trên router Mikrotik với cả hai trường hợp IP WAN động và tĩnh. Nếu các bạn gặp khó khăn gì có thể comment bên dưới video để mọi người cùng khắc phục nhé. Đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.